Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Bằng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Lời giới thiệu. Ung thư là căn bệnh ám ảnh tâm trí của loài người hàng bao thế kỷ qua. Trải qua chiều dài lịch sử, cuộc chiến chống ung thư đã có những thành tựu to lớn và đáng khích lệ. Nhưng để ung thư không còn là nỗi sợ hãi của loài người vẫn là một thách thức không hề nhỏ. Kiến thức y khoa mênh mông là biển học bao la, được đóng góp từ vô số dòng chảy trí tuệ ngàn đời hội tụ lại. Từ cổ chí kim, từ Tây sang Đông, từ lý thuyết đến thực hành, tất cả đều nhằm cải thiện tuổi thọ, mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và đưa đến ưu thế vượt trội cho con người. Trong đó, kiến thức về ung thư luôn là đòi hỏi cấp thiết trên hành trình giúp con người vượt qua bệnh tật để sống khỏe, sống thọ. Tuy nhiên, căn bệnh này vẫn là hộp đen to lớn, chất chứa nhiều bí ẩn, đôi khi xảy đến như một sự kiện bất ngờ, chen ngang vào một cuộc đời, một số phận kéo theo nhiều hệ lụy đau thương. Kiến thức về ung thư, hay có thể gọi là sự thật về ung thư, vẫn ngày đêm được khám phá và trình bày trong hệ thống thông tin khổng lồ ở khắp các bệnh viện, trường đại học và phòng thí nghiệm ở khắp nơi trên thế giới. Sự thật này là thành tựu nghiên cứu dựa trên hệ thống lý luận khoa học chặt chẽ, khách quan và được phân tích, tổng hợp từ hàng triệu công trình nghiên cứu vĩ đại của các nhà khoa học nhiệt tâm qua hàng nghìn năm văn minh nhân loại. Nhưng trong nỗi đau đớn, tuyệt vọng và bi phẫn cho số phận, không ít người mắc ung thư hay thân nhân vẫn trông đợi một phép màu nào đó xảy ra. Có người tìm đến mặt tối của khoa học, gọi đơn giản là thông tin vượt ngoài sự thật hay tin đồn đang được giới thiệu tràn lan trên Internet và các mạng xã hội. Tin đồn là những điều mà một số người tung ra vô căn cứ, bịa đặt hoặc thêu dệt phóng đại từ một phần sự thật. Điều đáng nói là tin đồn thường được đám đông hưởng ứng, đón nhận và chia sẻ. Những tin đồn lan tràn nhanh và rộng trong đời sống là nhờ có mạng xã hội. Nếu đó chỉ là một thông tin thông thường không được tiếp sức bởi lời đồn đại thì người ta dễ dàng quên lãng trước cuộc sống đầy mối quan tâm. Ngược lại, tin đồn sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm khi được mạng xã hội và truyền thông quan tâm. Có những tin đồn như một cơn bão động làm chấn động cả xã hội. Với sự bùng nổ thông tin như hiện nay, sự thật và tin đồn dường như có một cuộc so găng vô hình trên không gian mạng. Thông tin này có thể trở thành con dao hai lưỡi, đôi khi đem lại nhiều điều bổ ích cho những ai có đầu óc phân tích và nhận định khoa học, nhưng lại là liều thuốc độc đối với một số người nhẹ dạ cả tin. Và đáng sợ hơn hết, một số cá nhân, tổ chức có thể lợi dụng biến tin đồn thành thông tin ngụy khoa học để trục lợi trên chính sinh mạng của đồng bào mình. Vì sao lại tồn tại những thông tin như vậy trong đời sống và mạng xã hội của chúng ta? Điều này cũng không khó lý giải khi chúng ta biết rằng những chủ tài khoản Facebook và trang mạng tung tin giả nhằm mục đích vụ lợi. Đó là những người buôn bán online muốn câu khách, tạo sự chú ý cho cộng đồng về việc kinh doanh của mình. Vụ tung tin tế bào ung thư có tính axit rồi bán máy lọc nước ion kiềm với giá cắt cổ hay bán nano vàng để trị ung thư là những câu chuyện điển hình về tin đồn đưa lên mạng xã hội nhằm câu like để bán hàng. Rõ ràng hệ lụy từ tin đồn và hiệu ứng đám đông là nghiêm trọng. Nó không chỉ gây sự bất an, mất niềm tin mà còn mang đến sự thiệt hại khôn lường cả về vật chất lẫn tinh thần, thậm chí tính mạng của con người. Trong xã hội hiện đại, với nhiều chiều kích thông tin như hiện nay, cần thiết phải có một thiết chế quản lý và xử lý những thông tin sai sự thật, cụ thể là những tin đồn vô căn cứ. Một khía cạnh chân thật và quan trọng trong ảnh hưởng của tin đồn lên điều trị ung thư, đó là quyết định điều trị ban đầu. Trong trường hợp ung thư giai đoạn sớm, nếu bệnh nhân hay thân nhân của họ chọn lựa cơ sở điều trị có uy tín
xem như người bệnh chắc chắn đạt được lợi ích sống còn, có thể 5 năm hay thậm chí 10, 20 năm. Còn nếu như nhẹ dạ nghe theo tin đồn, thì con đường điều trị rẽ ngoặt theo hướng ngày càng không còn lối ra, làm bệnh tiến triển xa hơn. Đến khi quay về với sự thật, thì bác sĩ ung bướu chỉ biết lắc đầu. Đây có thể xem như quyết định vàng của người bệnh và thân nhân, đòi hỏi phải có bản lĩnh và biết tìm thông tin chính xác được phổ biến từ các đơn vị điều trị ung thư. Còn nếu đã sai đường lạc lối thì xem như tự đánh mất cơ hội sống còn của mình hay người thân. Một khía cạnh khác của tin đồn là nhiều người chia sẻ vô tư trên mạng xã hội các bài thuốc trị ung thư trong dân gian do suy luận không có cơ sở và không rõ thực hư. Nhưng các bác sĩ Facebook lại tung hô lên vì nghĩ rằng ta giúp người giúp đời, trong khi thật ra hậu quả thì thương nhau như thể bằng 10 hại nhau. Qua đó có thể thấy hiểu biết về sự thật là kim chỉ nam cho những quyết định quan trọng nhất liên quan đến sinh mạng của chính bệnh nhân hoặc thân nhân. Một vấn đề đáng lưu ý khiến thông tin về điều trị ung thư dễ bị sai lạc là các biện pháp đặc trị ung thư ít nhiều tốn kém và có tác dụng phụ, làm cho bệnh nhân e dè khi chọn lựa điều trị. Vì thế, lựa chọn các phương pháp dễ dãi hay vô tội vạ luôn là cám dỗ cho nhiều người Việt Nam. Hơn nữa, một số bệnh nhân đang điều trị các biện pháp chính thống như hóa trị, xạ trị nhưng phải bỏ ngang vì tác dụng phụ, sau đó theo các tin đồn mà tìm các biện pháp khác. Khi đó, các biện pháp chính thống mới bắt đầu thấy rõ tác dụng. Lúc đó bệnh nhân dần lầm tưởng rằng các biện pháp tin đồn là thần dược, rồi sau đó nhiệt tình tung hô các biện pháp này. Nhưng đến khi bệnh tái phát do gián đoạn điều trị đặc hiệu, phải quay lại bệnh viện thì đành nuốt lệ vào tim vì quá nhẹ dạ cả tin. Đáng buồn hơn nữa, một số cá nhân biết được điểm yếu này của bệnh nhân ung thư hay thân nhân đã tạo nên các thông tin ngụy khoa học, rồi tung tin đồn lên các mạng xã hội để bán cho bệnh nhân ung thư các thiết bị y khoa hay các thảo dược với giá cắt cổ. Rõ ràng, hiện nay rất dễ thấy các kiểu kinh doanh trên sinh mạng đồng loại này đang ngày đêm chực chờ đưa các bệnh nhân hay thân nhân vào trồng. Vì thế, có thể biết phân biệt thế nào là sự thật và biết cảnh giác với tin đồn là điều thực sự cốt yếu cho cả bệnh nhân ung thư và thân nhân. Những nỗ lực từ các chuyên gia trong ngành ung thư trong việc giúp phân minh những điều này xứng đáng được trân trọng, gọi là sự tử tế và trách nhiệm xã hội của người thầy thuốc đối với những người không may mắc căn bệnh này. Trong nỗ lực âm thầm phân định sự thật và tin đồn, những nhà khoa học trẻ thuộc nhóm Ruy Băng Tím đã tổng kết lại trong một quyển sách hết sức thú vị, Ung thư, tin đồn và sự thật, mà tôi được hân hạnh viết lời giới thiệu ở đây. Những câu chuyện trong sách rất sinh động, gần gũi, là lát cắt đúng nghĩa về tình hình chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam hiện nay. Quyển sách này cũng là tiếng nói thiết tha giống lên hồi chuông cảnh báo cho những thầy thuốc, nhà khoa học trong lĩnh vực ung thư cần bước ra khỏi tháp ngà, có những cách tiếp cận mạnh mẽ và gần gũi hơn với công chúng để xua tan tin đồn và mang đến nhiều sự thật hơn. Trân trọng giới thiệu đến quý độc giả gần xa, đặc biệt là quý độc giả là thân nhân và bệnh nhân ung thư, để có thể hiểu đúng về căn bệnh này, ngõ hầu giúp đỡ người thân bằng một kiến thức đúng đắn nhất và trái tim nồng ấm yêu thương nhất. Sài Gòn, những ngày giáp Tết, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Sinh, trưởng đơn nguyên xạ trị Trung tâm ung bướu Bệnh viện Quốc tế Vinmec Central Park. Và mở đầu cho quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật là tin đồn mở đầu. Việt Nam đứng top 2 trong bản đồ ung thư thế giới. Tin đồn này đến từ sự nhầm lẫn giữa top 2 và top 2. Trong khi top 2 tức là đứng thứ 2 hoặc thứ nhất trên toàn bộ, còn top 2 tức nằm trong nhóm 2 theo một cách phân loại nào đó. Và sự thật là ở thời điểm tin đồn lan truyền khoảng cuối năm 2016, Việt Nam thuộc top 2, tức nhóm 50 nước có tỷ lệ tử vong vì ung thư cao thứ 2 trên thế giới. Việt Nam đứng thứ 78 trong cách sắp xếp lúc đó,
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Việt Nam hiện tại năm 2018 vẫn đang là top 2 trên thế giới về tỷ lệ tử vong vì ung thư, trung bình khoảng 104,4 người trên 100.000 người, đứng thứ 56 trên 185 nước, và top 3 về tỷ lệ mới mắc, trung bình là khoảng 151,4 người trên 100.000 người, đứng thứ 100. Theo phân loại 5 top, mỗi top gồm 37 nước của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC thuộc WHO. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh kết quả thống kê trên là đối với tổng các loại ung thư. Riêng với ung thư gan và ung thư dạ dày, Việt Nam đang thuộc top 1, cụ thể là đứng thứ 4 thế giới về cả tỷ lệ mới mắc và tỷ lệ tử vong đối với ung thư gan, đứng thứ 10 thế giới về tỷ lệ mới mắc và thứ 7 thế giới về tỷ lệ tử vong đối với ung thư dạ dày. Về tỷ lệ mới mắc, không chỉ ở Việt Nam mà hầu như ở tất cả các nước đang phát triển, tỷ lệ này vẫn đang tăng. Có nhiều lý do để giải thích cho hiện tượng này, ngoài những lý do thường được nhắc tới như ô nhiễm tăng, tỷ lệ thừa cân, béo phì tăng, thì còn có một số nguyên nhân khách quan khác như do độ chính xác của các phương pháp chẩn đoán ngày càng tăng nên phát hiện được sớm và nhiều ca hơn. Do số người có điều kiện đến các cơ sở y tế để làm xét nghiệm chẩn đoán tăng, hoặc đơn giản là do tuổi thọ trung bình tăng lên mà tuổi càng lớn thì khả năng mắc ung thư càng cao. Tuy nhiên, điều này không đúng với tất cả các nước đã phát triển. Ở một số nước như Canada, Úc và đặc biệt là ở Mỹ, tỷ lệ này đang có xu hướng đi ngang hoặc thậm chí giảm xuống, một phần do ý thức phòng bệnh ở các nước này đã được nâng cao. Về tỷ lệ tử vong vì ung thư, thực tế tỷ lệ này từng có xu hướng tăng trên toàn thế giới, nhưng từ những năm 1990, tỷ lệ này đang giảm dần. Điều này cũng dễ hiểu vì các phương pháp trị liệu đã phát triển vượt bậc từ khi các nhà khoa học bắt đầu hiểu rõ về gen và vai trò của chúng trong ung thư. Các phương pháp trị liệu truyền thống như xạ trị, hóa trị, phẫu thuật đã và đang tiếp tục được điều chỉnh để hạn chế tác dụng phụ và tăng tính hiệu quả cùng với sự ra đời của nhiều phương pháp trị liệu mới. Gần đây nhất là liệu pháp miễn dịch với nhiều thành công vượt trội ngay từ những bước đầu. Tỷ lệ tử vong vì ung thư do đó được dự đoán là sẽ tiếp tục giảm trên toàn thế giới. Sự thật, Việt Nam có tỷ lệ mới mắc ung thư đứng top 3, nhóm có tỷ lệ cao thứ 3, và tỷ lệ tử vong vì ung thư đứng top 2 trong bảng xếp hạng 5 top. Thạc sĩ Nguyễn Cao Luân. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.